Rồi, mình xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình chia sẻ một mẹo hay khi các bạn mặc một cái quần tây mà nó bị rộng ở cái phần lưng của chúng ta ha. Thì nếu mà cái phần lưng của chúng ta nó rộng thì thông thường thì chúng ta sẽ đeo một cọng dây nịt vào để mà cho nó vừa vặn với cái lưng quần của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ làm một cách nhanh chóng hơn, thì chúng ta sẽ không có lấy cái cọng dây nịt. Lỡ như chúng ta không tìm thấy được cọng dây nịt thì chúng ta sẽ áp dụng cách này, nó sẽ đơn giản hơn ha, nhanh lẹ hơn để không phải bị tụt cái quần mà chúng ta phải chạy đi kiếm cái cọng dây nịt ha. Rồi thì các bạn cũng thấy cái lưng quần này nè, thực sự là nó đang rất là rộng nha các bạn nha, nó đang rất là rộng luôn. Thì để khắc phục được á thì các bạn sẽ tháo ra ha, các bạn tháo ra như vậy. Thì các bạn thấy ngay cái phi này, cái nút này ha, ngay cái nút này thì các bạn sẽ cho cái nút này nó nằm qua bên cái con đĩa này ha. Đó, qua cái con đĩa này luôn. Rồi, sau đó các bạn thấy nó nằm một bên đúng không? Rồi, bây giờ các bạn chỉ cần gài vô thôi. Đó, các bạn thấy không? Rồi, vậy là ok nha các bạn nha. Đó, và là ok, như vậy là nó đã vừa vặn với cái lưng quần của chúng ta rồi nha các bạn nha. Thì cái phần này các bạn thấy nó đang túm lại nhau như vậy nè, thì các bạn sẽ thả áo xuống thì không ai thấy gì trơn á, và chúng ta sẽ không cần phải đeo cọng dây nịt nha các bạn nha. Đó, thì đây chính là một cách, một cái mẹo rất là hay luôn để chia sẻ đến cho các bạn khi các bạn gặp cái lưng quần nó bị lỏng nha các bạn nha. Thì các bạn sẽ áp dụng theo cách này, nó quá rộng thì các bạn áp dụng theo cách này, không cần phải đeo cọng dây nịt nha các bạn nha. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển các bạn nhé.